Chào mọi người, ta là nữ hoàng đây. Hôm nay ta sẽ cho mọi người xem 5 người trong hoàng cung nhé. Chào mọi người, tôi là công chúa đây. Mọi người có thấy mình tôi xinh không nào? Tôi đang đứng ở giữa ánh nắng đấy. Chào mọi người, ta là hoàng tử đây. Ha 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 ha. Mọi người có thấy ta đẹp không nào? Chào mọi người, ta là đức vua đây. Hôm nay ta sẽ cho mọi người xem những màn thưởng thức cực kỳ hài hước và hay nhé. À mà quên, vẫn còn 2 nhân vật nữa, đợi ta giới thiệu nốt nhé. Xin chào mọi người, tôi là người giúp việc tí hon siêu đẳng cấp, siêu xinh, siêu đẹp của mọi người đây. Hôm nay tôi còn giới thiệu xem một người nữa, cũng là giúp việc như là con trai đấy. Chào mọi người, hôm nay mắt tôi nhìn ánh nắng nhiều quá, thế nên tôi phải đeo kính đen đây nè. Chắc mọi người không thấy được khuôn mặt của tôi đâu. Mà thôi, bây giờ vào cuộc trò chuyện siêu hài hước của chúng tôi nhé. Let's go! Công chúa, con hãy lấy cho mẹ một cốc nước ngọt thật ngon nhé. Nhớ là ép giấy dâu đấy. Mẹ rất thích uống nước dâu. Vâng ạ, thưa mẹ. Tôi giúp việc đâu rồi, lấy cho ta cốc nước ngon ép dâu. Dạ, đưa công chúa đây ạ. Công chúa mau uống nhanh lên ạ, không nóng nguội mất. Ta uống đâu, hoàng nữ hoàng uống đấy chứ. Ta đưa cho nữ hoàng xong rồi ta bảo là đây là ta rót nha, không phải là cho ngươi. Chưa điểm đi ngay. Vâng ạ. Dạ, thưa mẹ, nước của mẹ đây ạ. Cũng đồm đấy, còn cũng là có tài nấu ăn. Ngon đấy. Sao làm cho mỗi nữ hoàng không làm cho ta à? Không làm cho ta à? Dạ, thưa cha, con sẽ làm ngay ạ. Lấy đâu đâu, làm cho ta một nước trái nước ép cam, nhanh lên. Con cha ta chờ lâu quá. Dạ, thưa công chúa, tôi sẽ làm ngay. Xong, thưa công chúa, nước ép trái cây cam đây ạ. Cũng thơm đấy. Đi ra làm việc, nhanh lên. Người hầu trai gì mà làm lâu thế? Dạ thưa cha, đây là nước của cha ạ. Nước thơm đấy, đúng là người có tài nấu ăn. Ngon thật, chua chua ngọt ngọt, ngon mê ly. Còn tao hoàng tử nữa, không làm cho ta nhanh lên. Ta đang rất khát nước, hãy làm cho ta một nước ép trái táo nha. Nhưng lần này ta sẽ không sai công chúa nữa, mà ta sẽ bảo người hầu, tại vì ta đã biết tất cả mọi chuyện rồi nha. Chuyện gì đấy? Ta có làm gì đâu. Đấy là do người hầu đáng ghét đấy chứ, bảo ta làm chứ khi ta có làm gì đâu. Tôi chỉ bảo đúc và công chúa làm mà thôi. Tôi xin lỗi. Hai người từ từ đấy. Thật ra tôi đây biết hết mọi chuyện rồi. Người hầu không cần phải làm theo công chúa đâu. Tôi không cần phải làm theo công chúa đâu. Tôi sẽ sai công chúa. Công chúa đâu? Ê, ra làm nước ép trái táo cho ta. Chính tay ngươi phải làm đi nhé.
Nếu mà người hầu làng tôi biết đi, chết với tôi đấy. Thôi được, khinh thường ta không làm được đi sai người hầu à. Được thôi, ta sẽ nhờ được rồi, ta sẽ tự làm, không nhờ ai hết. Được, tôi đi làm em, đi xem ngươi có làm được không. Ta đây mà là hoàng tổ còn biết làm chứ, ai nói đi ngươi. Được, tôi đi làm em, đi xem ngươi có làm được không. Ta đây mà là hoàng tổ còn biết làm chứ, ai nói đi ngươi. Được, ta sẽ làm, xem ta đây. Xong rồi nha, ướt ép táo siêu thơm luôn. Ngon đấy, không phải là mùi kinh đâu. Thế á, thử uống coi. Ui, sao kinh thế, vừa mặn mắt, chua chua, cay cay. Ta chỉ cho nước mắm này, tương này, tương ớt này, thêm một ít ép táo, nhưng mà chọn thêm nho này, có gì đâu, vẫn là nước ép táo chứ. À, cái gì cơ? Thế này, ta uống chắc là bị hẹo à? Thôi, ta không uống nữa đâu. Đúng là tại ngươi uống, tại ngươi làm chẳng làm được cái gì. Hảo nào, uống kinh ghê, ơi là ghê. Thế sao lúc đấy hoàng hậu với đúc vua uống lên nước mà ngươi pha sao ngon thế? Hay là lại nhờ người hầu? Ờ, thì ta nhờ đấy, nhưng mà ngươi giỏi ngươi mách đi. Ta là con, làm sao mà ai mà mách ta được. Nếu mà ngươi mách nha, thì được, ta sẽ kêu quân của ta ra đánh. Đánh á, ngươi đàn đánh đúc vua, đúc vua với cả mẹ ta. Được thôi, ta sẽ gọi hai người đấy ra và trừng phạt công chúa nhá. Đúc vua ơi, với cả nữ hoàng ơi, công chúa làm nước ép cho hai người, nhưng đấy là nhờ người hầu gái và người hầu trai làm đây, không phải là công chúa làm đâu. Công chúa nói dối, công chúa nói dối. Hả? Thế được rồi, thế chính là ngươi, công chúa. Con sao lại nói với thế? Được rồi, mẹ sẽ bắt con chết phạt 1.000 lần cho mẹ. Còn cha, con phải úp mặt vào tường 1.001 đêm, hiểu chưa? Hết một ngày thì mới được đi ngủ, hiểu chưa? Đấy là đợi thích đáng của con đấy. Được thôi, con sẽ làm. Nhưng mà con làm thì con sẽ tiếp tục làm như thế mãi mãi nhé. Tại vì con là công chúa, không ai ngăn cản được con đâu. Không ngăn cản được, thế thì trừ tiền lương nhá. Trừ tiền nhá. Thôi thôi thôi, ngăn cản được. Đốc vua đừng trừ tiền con, tháng này con tiết kiệm 10 năm rồi đấy. Thôi được rồi, ta sẽ tha cho ngươi. Lần sau không được làm như thế. Mình đã hứa thì phải làm. Hoặc là mình có thể bảo là mình không biết làm, sẽ nhờ người khác giúp, hiểu chưa? Thế không được nói dối như thế nha. Thưa phụ thân, con biết lỗi rồi ạ. Thế này con không sẽ làm như thế nữa. Phạt thế có phải tốt hay không? Biết lỗi là tốt rồi, lần sau mà làm như thế nữa tao lại mách tiếp đấy. Xin chào các bạn. Vậy là đã hết video phần 1 của bộ phim Lâu Đài Hài Hước rồi. Và phần 1, chúng ta rút ra kinh nghiệm rằng không nên nói dối. Nếu mình không biết làm, mình có thể nhờ người khác giúp. Mà nếu như mà mình biết làm, mình có thể làm. Thế nên các bạn đừng bao giờ nói dối nhé, như công chúa trong bộ phim này. Thôi, hết phần 1 rồi. Các bạn nhớ đón xem phần 2 nhé. Bye bye.